thưa quý vị thời gian qua mạng xã hội phát tán nhiều hình ảnh video được quay chụp lén với mục đích câu like câu view hoặc đơn thuần chỉ để cho vui tuy nhiên có những hình ảnh lại gây ảnh hưởng đến nhân phẩm danh dự của người khác do vậy người có hành vi chụp lén và phát tán hình ảnh của người khác sẽ bị xử phạt hành chính và chịu trách nhiệm bồi thường về tổn thất gây ra Mới đây, nhóm Facebook với hơn 10.000 lượt theo dõi vừa tung hình ảnh chụp lén một cô gái mặc áo hai giày, bộ ngực lộ rõ đứng trong thang máy với nội dung đi thang máy chung cư mà áp lực quá, phải làm sau đây anh em nhỉ. Đáng chú ý, dưới phần bình luận là những lời lẽ thu tục và khiếm nhã. Tương tự, một diễn đàn trên Facebook cũng đăng tải video được cho là tự ý quay lén và phát tán hình ảnh cá nhân của khách hàng lên mạng xã hội. Cụ thể, người tài xế đã lắp camera ở trong xe ghi lại cảnh đôi nam nữ đang trò chuyện trong tư thế cô gái gối đầu lên đùi chàng trai. Tuy nhiên, cô gái trẻ mặc chiếc áo hai dây khoét cổ sâu đã bị gốc máy quay thẳng vào vùng nhạy cảm. Hành động này đã khiến nạn nhân nhận về vô số lời châm chọc, đùa cợt, tục tiểu. Theo khoảng 3 điều 102, Nghị định 15-2020, mức phạt cho tổ chức có hành vi tự ý đăng ảnh người khác lên mạng xã hội mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Đối với cá nhân nếu có hành vi vi phạm, mức phạt sẽ bằng 1 phần 2 mức phạt tiền đối với tổ chức. Theo khoảng 3, điều 4, nghị định 15, 2020, tương đương mức phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Đồng thời, Bộ Luật Dân sự 2015 quy định uy tín danh dự nhân phẩm của công dân được pháp luật bảo vệ nếu cá nhân bị lộ hình ảnh, thông tin ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm hoặc thiệt hại khác thì có thể yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai, yêu cầu bồi thường hoặc khởi kiện lên tòa án theo quy định pháp luật để yêu cầu bồi thường. Bà Đào Thị Bích Liên, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khi nạn nhân phát hiện mình bị xâm phạm quyền hình ảnh, đầu tiên cần lưu lại bằng chứng qua việc yêu cầu các văn phòng thừa phát lại, lập vi bằng, ghi nhận lại chứng cứ pháp luật sau đó nạn nhân sử dụng bằng chứng này để gửi đơn khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đến cơ quan chức năng yêu cầu xử lý. Thưa quý vị, nhiều người thường lấy lý do không biết hoặc chụp hình người khác đang lên mạng chỉ để cho vui mà không lường trước được hậu quả mà hành vi của mình gây ra. Qua những thông tin vừa rồi, anh Như hy vọng rằng sẽ không còn nạn nhân nào phải bức xúc tố cáo do bị chụp lén rồi bị phát tán hình ảnh lên mạng xã hội.